David Beckham xuất hiện trong bộ vest bảnh bao và lịch lãm, thu hút sự chú ý đặc biệt của các khán giả đến sân trung tâm theo dõi trận bán kết nữ Wimbledon 2019. Cựu tiền vệ MU cùng mẹ đẻ Sandra ngồi ở khu ghế VIP Royal Box, bên cạnh là tỷ phú Richard Branson và cô con gái xinh đẹp. Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United. Anh đã có được trận đấu thứ 100 với đội tuyển Anh trong trận đấu với Pháp vào tháng 3 năm 2008 anh là một trong những cầu thủ sút phạt xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Anh đã có hai lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, và vào năm 2004 là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Anh là chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trong các chủ đề về thể thao của Google vào năm 2003 và 2004. Sự công nhận rộng rãi trên toàn cầu đã tạo cho anh một thương hiệu quảng cáo thượng hạng và là biểu tượng của thời trang cao cấp. Beckham là đội trưởng đội tuyển Anh từ ngày 15 tháng 11 năm 2000 đến ngày 2 tháng 7 năm 2006. Anh có tổng cộng 58 trận ra sân với tư cách đội trưởng cho đến vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới 2006. Anh tiếp tục đóng góp cho đội tuyển quốc gia Anh trong năm 2007. Sự nghiệp của Beckham bắt đầu khi anh ký hợp đồng chuyên nghiệp với Manchester United và có trận ra mắt ở đội một vào năm 1992 khi 17 tuổi. Trong suốt thời gian anh thi đấu tại đó, United giành được 6 danh hiệu Premier League, 2 cúp FA và chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1999. Anh rời Manchester United để ký hợp đồng với Real Madrid vào năm 2003, nơi anh trụ lại trong 4 mùa bóng. Khi ở Madrid, Beckham trở thành cầu thủ bóng đá Anh đầu tiên chơi 100 trận đấu tại Champions League. Trong mùa giải cuối cùng tại đó, Real đã giành được danh hiệu vô địch La Liga mùa giải 2006-07, và đó cũng là danh hiệu lớn duy nhất anh giành được cùng Real Madrid. Vào tháng 1 năm 2007, Beckham được công bố sẽ rời Real Madrid và ký hợp đồng 5 năm với câu lạc bộ Los Angeles Galaxy ở Mỹ. Hợp đồng mới của Beckham với Galaxy có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2007, đưa anh trở thành cầu thủ có mức lương cao nhất trong lịch sử của giải MLS. Anh ra mắt câu lạc bộ vào ngày 21 tháng 7 trong trận giao hữu với Chelsea tại Home Depot Center và vào ngày 15 tháng 8, anh có trận đấu chính thức đầu tiên với câu lạc bộ, ghi bàn thắng đầu tiên tại trận bán kết Superliga 2007. Trận đấu trong mùa giải đầu tiên là ngày 18 tháng 8 tại sân vận động Giant. Ở tuổi 44, David Beckham trông vẫn rất điển trai hút theo mọi ánh nhìn, đặc biệt là các khán giả nữ đến xem trận bán kết Wimbledon giữa Simona Halep và Elina Svitolina.